Nhưng nặng ở đây chịu không? Chịu. Điểm rồi. Kệ đi có gì đâu. Ăn dễ luôn. Chấm. Chấm hai bên. Ồ, bốc khói luôn kìa. Chào nhà nha. Chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đến với kênh Cani Tèo 69. Ngày mới sức khỏe cả nhà ơi. Bữa nay lại đi vuông nha. Vuông giăng lưới hay không? Giăng lưới kiếm cá nè. Kiếm cá, hai chồng mình lâu dữ không có ăn cá nướng. Giờ đi giăng lưới để kiếm cá vô nướng luôn ha. Nướng mọi gì vậy? Là lâu dữ hai chồng mình không ăn cá phi nướng. Ừ. Chứ cá nướng là bữa mình có ăn cá lóc anh nhớ không? Cá lóc hả? Ăn cá lóc nướng rồi. Bây giờ gần bữa nay nước cạn dữ anh ơi. Này lấy nước ra. Bữa nay như là sổ nước ra sao mà cạn khô bầu luôn nè. Khô bầu. Bữa nay em giăng trên chảng đi. Trên chảng đã đâu? Đây là ý là em giăng từ đây xéo á, xéo từ lên trên đó. Cạn với em thấy chỗ này nè, cá hụt quá trời. Rồng riêu rồi tảo rồi dữ. Rồng nhau. Ừ. Rồi em văng đi luôn. Văng đi luôn hả? Ừ. Giờ này cũng 3 giờ. Giờ này 3 giờ còn nắng quá trời mà đằng kia có tâm hồn âm nhạc dữ kìa. Ừ. Ca quá trời, ca đã nhiều mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Giờ neo tới 4-5 giờ chiều rồi, 2-3 tiếng đồng hồ mới có cá nhiều không? Đúng rồi, neo đi. Này là nướng bụi luôn nha. Nướng bụi luôn. Được không cha ơi, cháy tầm bậy tầm bạ bởi nọ luôn. Tết nhất tới. Tết nhất tới. Tết nhất tới làm sao qua Tết đi Bình Dương rồi. Thằng Tết. Sao không được, cứ tin tưởng em. Ờ. Dằn xéo rồi này. Nó à. Đi xin tay lưới cho tay lưới nó dính là bằng cái gồng á. Ừ. Nó cạn dữ luôn vậy. Nhà nhìn kỹ thấy gồng. Ừ, nhìn kỹ thấy gồng. Gồng. Này gồng dính hả? Cá đâu anh thả đi đại hết. Bữa nào mà ấy anh, yeah. Bữa nào có cá đối rồi, ta chạy ngang cá con á, mua mớ đi. Thả đại. Thả đại đi. Anh tính rào lại cái đường kia để, rào cái đường cắt ngang để anh nuôi cá. Vậy giờ chưa rào mình cứ thả đại đi, lấy giống. Thả lưới gì tấp vô bụi luôn trời. Mấy chục mét rồi đó. Cũng chưa yên tĩnh rồi. Tết tới mà không nghe không khí Tết chừng trời. Chưa đâu, bữa nay chưa mà. Bữa nay cũng hai mấy rồi còn. Mà có nôn Tết thì đâu trời thiệt luôn á. Không nôn. Không có tiền nói gì. Không tiền không nôn. Mấy người ta đi làm xa rồi ta đúng nôn. Không, em biết về không? Gặp cha mẹ đúng. Anh em còn mình ở đây. Chính xác rồi. Người ta đi làm xa người ta nôn lắm. Giống như mình cảm giác của mình hồi đó thôi. Đó, xưa mình đi làm là xa. Mình cũng nôn nghe nôn. Tết đây mừng húm gần Tết cái là mình nôn đó nó có tiền rồi nghe mấy mừng húm không có là... tiền cũng không nôn đúng rồi. Anh nhớ cái năm đầu tiên mình đi làm công ty không anh? Ừ. Không có tiền á, năm đầu tiên trời được đi... nhiêu mấy trăm ngàn hả? Được 1,2 triệu nhưng ừ. Mà thì tới nhà đi xe ăn uống thì cọ này kia nọ là còn có cỡ 800-700 ngàn cái gì làm năm trời đó à? Không, lúc đó mình mới lên mấy tháng rồi mình lên thời tháng 7 tháng 8 gì đó. Ừ. Thì mình đi làm được có mấy tháng chứ nhiêu. Vì bắt đầu đâu có tiền nhiều. Có nhiều mấy. Nhưng mà từ xưa giờ nha cả nhà em, hai chồng em đi làm xa ha. Cỡ nào cỡ không tiền năm nào cũng phải về quê thăm cha thăm mẹ hết, không có năm nào mà hai chồng em mà ăn Tết xứ người hết. Kệ đi có ít ăn ít cả nhà. Không có năm nào mà vợ chồng em mà đi không về hết chứ.
ở đâu cỡ cũng giác sát vậy, không có bỏ quê ăn tết xứ người. Rồi, hết tà lưới. Quá trời, cái này văng cái này mà còn dính tảo dữ lắm luôn nè anh ơi, banh tay lưới luôn nè. Tảo cục cục, em né tảo mà né đâu được đâu. Bởi nó. Coi nè. Tà lưới cũng tới rồi, dục dừa. À, rồi xong rồi nha. Xong cái nhà. Giờ vô, neo ha. Neo. Rồi chiều đi thăm rồi lên nếm bụi rồi quay cho nhà xem. Ừ. Em cọp vô đây luôn, em cọp vô trong cái bụi cây này luôn. Tà lưới này bữa nay văng dùng dữ lắm luôn, nó cạn á, văng dùng dữ luôn, kệ luôn. Nó dính gì nó dính. Biết dính rồi. Đầu đó thả lưới cong rồi nè. Thấy cây đài đứng đứng đi cua chữ C vậy đó. Cả nhà nghe cà cổ nha, vùng quê vậy đó, ngày nào cũng có cà cổ vậy. Đặc sản rồi, đặc sản Cà Mau à? Đặc sản Cà Mau. Neo nãy giờ cũng tiếng mấy hai tiếng em. Giờ đi thăm lên nướng. Em mua ớt kìa. Mua ớt. Nghe thèm rồi đó. Chơi chơi nghe đổ mồ hôi lưỡi. Còn cái dính đâu. Xuống lưỡi nó. Thật nước cho chảy nó động chạy. Chạy cho dính lưới cho nhiều. Nghe. Lần nào mình dăng cái em đi hết trơn ha. Ghe mà nó nẹo nẹo chứ làm sao. Ừ. Tạt ra đó. Nó mạnh nó chạy vô lưới. Đó, bao đó. Hai chồng đuổi dữ rồi. Chạy ngược lên không? Rồi thăm đi. Chạy 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 về tới nhà bên kia luôn. Dính cạn dữ rồi. Giờ em thấy dính con rồi đó. Thế nào? Đó ngày chỗ đó đó. Chú chồng thấy dính. Mà. Cái này thấy dính con này. Ờ. Chết này chắc chết quốc rồi. Dính nhiều rồi anh ơi. Căn chỗ này. Chết rồi hả? Chết rồi. Con không? Đây có gì. Đây đường con. Một con, nếu với một con thì em nửa con, nửa con. Ừ. Đây con rồi. Rồi hai con giờ đứa con rồi đó. Ừ. Yếu rồi ta. Ha. Hay là tại mình văng nước cạn ta. Biết được. Đi nước đi. Chị, đắt con lên lụm nó rồi đâu ấy. Để cho nó sống anh. Con nè. Yếu rồi ta. Ừ, không dính trên trời. Neo mấy tiếng rồi đó, tiếng mấy hai tiếng rồi đó. Trời, trời nắng quá nó xuống đường kinh nó trốn quá trời. Ăn cái tiệt chủng luôn. Tiêu tiêu bụi xâm luôn. Không có luôn. Mấy con là đủ. Có nhiều thì mình ăn nhiều, có tăng ít như vậy biết sao vậy? Sao mấy con cũng được. Với con là ấm rồi. Ừ. Mà thấy hết 20-30 mét không thấy con nào. Ừ. Còn con cũng xíu à. Đỡ rồi. Dính gông không? Quá gông, quá gông. Tảo không? Nó có gì, giật đó, giật đó, giật đó. Kéo lái lại liền ha, thắng, két két rồi ha. Bốn em. Em này nó em tư. Nè, ba em. Nhỏ quá, con này hơi nhỏ. Nó lụm này giờ ít rồi. Hai vợ chồng mình ăn hết cá luôn. Còn xuống tử nước sâu này thì dính rồi. Đo vô. Được em, vô không? Không.
sợ ruột cái bữa đem lên xuồng rồi ha. Giờ hiếm lắm nha. Giờ hiếm. Chiều còn cao kê mấy tiếng đồng hồ từ sáng giờ. Đường quê đó. Đây nè. Lọ lọ lọ. Nãy tắt rồi giờ bắt nữa ta. Ừ. Tao bắt xuyên ngày xuyên đêm nữa cả nhà, còn em lâu 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 em có sinh nhật em có hai con lượt à. Ừ. Lâu em có sinh nhật em mở ra nói em phá làng phá. Mà mình mở có tới đâu 10 giờ mấy là nghỉ rồi cả nhà. Mà nó vô nó chửi vợ chồng em, nói vợ chồng em phá làng phá sớm, bữa nào cũng có bữa chắc lại đập vợ chồng em quá cả nhà. Trời ơi là trời, ở quê mà dĩ nó ngộ thiệt trời. Sao mà thì nhầm người ở đây tao bắt 1-2 giờ đêm luôn. Mình nói chung là nhiều khi có đám tiệc hay là nhiều khi có khách khứa gì thôi, chứ không lẽ ngày nào cũng bắt con chi, ai rảnh đâu bắt hoài. Mãi vô xăm xin nó chửi vợ chồng em nói gì. Chắc mấy thằng nó đâu gần đây nè nó biết. Nó biết vợ chồng em á, cái đầu vô nó chửi vợ ghét chồng mình em. Nó ghét vợ chồng em á cả nhà. Nói chung là ghét cũng không làm được gì con anh gì đó có coi. Ghét em thì anh mệt đầu mệt não thôi, chứ em cũng không quan tâm. Nàng không kiếm cái đó, ngày lâu kiếm chuyện người ta không à. Còn mình có kiếm chuyện ta ai đâu, mình con mình ăn nhà mình nở mà cứ vô kiếm chuyện hoài. Em thấy mấy bình luận hai ba lần đó nha. Người quen đây bên ngày biết mình này nè. Nhiều khi mình không biết thôi. Lâu nhà có đám tiệc lần ai đâu mà bắt chi. Ờ đây nè, gông nổi. Quá trời luôn rồi nó. Cái lưới nó chắc dục luôn. Cái lưới thiệt luôn. Nó vẫn dính ta gông tảo. U nó nằm trên đây nè, nằm trên này không ạ. Đâu xuống rồi đâu dính. Gông nó ở dưới đợt hổm nước ngọt mọc nhóc, giờ nước mặn nó chết nổi rồi. Lưới, em dẹt lưới cho nó ở trên chứ để kiếm đèn còn. Ôi cũng bộn anh ơi. Bộn không? Bộn dư ăn rồi. Kê ha. Ừ. Mà cá thì nó không được bự thôi, nhưng mà ăn được. Dẹt vậy đó hả? Dẹt cho nó trắng là em thả ra lưới cho nó. Dẹt dẹt sao cắm đầu cười đã luôn. Ai ngờ em dữ lắm gì vậy? Em dữ lắm cứng khường đó. Muốn té đâu có được, té lội lên có vậy biết lội mà. Còn hết lưới rồi nha. Tại dính liền còn. Còn con nó cuối nữa ha. Neo luôn rồi nè, neo lưới lại đi. Neo luôn hả? Mày dành mai ăn thôi. Dành mai ra kiếm ăn lại tiếp. Bây giờ vô vô nước cá. Vô nướng nha. Tính vừa chèo vô kìa, phao gị gị kìa. Vợ nó dính nữa rồi, rỡ tiếp. Dính nữa nha. Hả? Tính đi vô rồi. Giật quá giật to rồi, hai con được. Hai cái đó, cái đó. Đúng rồi. Thả lại đây. Con nhỏ này thả lại. Cái thả đây. Để cho nó sinh sản. Ừ, cái này biết phóng xanh luôn trời. Con cái cho sinh sản thả đây. Thả một con, ăn con. Rồi, dục. Rồi, vô. Hai con dục luôn rồi. Kìa. Kìa đi. Hai con anh dục luôn, con bự rồi. Dạ. Con nó đẻ. Chưa bắt cái ăn rồi. Nữa đâu có cá xanh. Chiều này nó mát mình đây chạy rồi đó. Này cái trái nữa anh ơi. Hả? À. Thả đây. Thả. Rồi, vô. Rồi. Nguyên đống cá nè. Giờ xỏ lụi nữa nè. Em đặt đậm thêm ớt. Chanh. Dưa leo, rau thơm nè. Đó. Buổi chiều ăn cá nướng. Này, những thang bên này. Để mẹ ảnh lên hả? Nhà ảnh còn hơi ấy anh ơi. Mấy con? Ba con à? Bốn con đây. Ừ. Đó, nướng chui luôn nha. Người giờ đâm, quay qua đâm chém ngứa. Ừ. Ăn uống đơn giản, không cần tốn tiền anh thèm. Ừ. Mười mấy con, 13 con lẫn anh. Nhưng ừ. Mà em thấy có 10 con à. Trừ lại ba con kho ăn cơm. Còn trừ lại ba con thì sợ ăn mớt á. Dạm đâm muối ớt. Đâm chú muối cho nó cay cay. Ăn cho đã. Cho đã cuộc đời.
Rồi anh có ăn cơm hay là ăn không? Không, không. Ăn không phải không? Ăn không thì ăn không. Chiều thì ý Quỳnh. Quỳnh hết sau mình chiều ý Quỳnh vậy. Dạ. Được không? Được. Thơm quá. Nó dãy nó nghe, nó cháy dãy nghe thơm đó anh. Có để cho khét cái dãy quá nè, vừa vàng là mình ăn được rồi, chứ để khô quá thịt cá nó không ngon đâu. Yeah. Ừ. Này mới để lên. Quá ok nha. Ngon lắm. Chiều tà. Có mấy em nhỏ ngoài sau đi lăng tăng. Bốn em. Lăng tăng là chị mới thèm là mệt nha mấy em, chạy đi. Chẳng có này lửa nghe mấy em. Nhổ lầm bạc cái mọc đầu là giặt đồ vô đây luôn nghe mấy em. Tại đây là hơi mệt à. Bự quá ăn hết đâu. Cỡ khoảng 1.7 đồ ăn vừa. Chứ cái này 2 ký mấy à. Này ký mấy à. Ký mấy à. Ký 7, ký 8 cân rồi. Rồi. Có rồi, trống con ta gửi đó. Vừa miệng ăn của chị vậy. Gà này, con gà này chắc còn non hả tơ á. Nó chưa có cái mồng, gà kia nó có cái mồng không? Được có đâu. Nó tơ lỡ tơ chung tại con mồng mà dâu, con mồng lái vậy. Ừ. Thơm rồi đó. Chị sang được ăn rồi đó. Chiều gió mát quá ha. Nhà bên đó cái nghe cò cổ bên đó đã phát thanh buồn nổ nụt hay anh. Nói vậy đó. Vô. Giờ cá cận chính với anh Tèo nặng chanh vô sứ sạn chuẩn bị anh Tèo. Chuẩn bị hành trang. Trời ơi. Ngớt rồi cả nhà. Liếm kìa. Chua. Chua. Chua vậy mới ngon. Nhưng nặng ở đây chịu không? Chịu. Liếm rồi. Kệ đi có gì đâu. Hai chồng mình ăn uống dưa giấy. Chơi chưa liếm xong đã nặng như tôi ăn cho rồi. Liếm nữa. Quá đã. Chín rồi nè. Đó, chín con đó. Anh làm con trước đi. Chín con nào lượm con đó trước đi. Chín con nóng quá ha. Ừ. Đó, gỡ cái gì đó. Ủa, nóng quá ha. Dạ, nóng cả nha. Ăn dễ luôn, chấm. Chấm hai bên. Ồ, bắp khói luôn kìa. Có rau nè anh. Có cải chua với lại dưa leo. Với rau thơm với cá. Leo giòn. Bắp cá. Chấm. Ăn ở trong gừng quá. Thấy cái tôm mà thật không? Thôi ăn quen quen nha, thôi ngán gì chứ không ngán anh. Chừng vài bữa mà mình không ăn là ngán à. Nói lộn vài bữa không ăn là mình thèm mà nó lộn ngán. Bữa giờ cũng hơi lâu không ăn cả nha. Gì mà bằng cá đây bằng tự tay mình làm. Đúng rồi. Ăn nắng. Mấy nha. Nóng chừng nóng nha. Ấy cái bụng nó ra nha anh. Né bụng hả? Né bụng ra. Trời, vô tới đây luôn nè đây cả nhà. Cái em nướng ở đây mà nó vô tới đây luôn nè. Là chắc xác định nó gì vậy. Mày hiểu liền cuộc đời này nè. Để con cá này xác vô. Nóng quá. Sướng quá. Bụng. Bụng dơ cả nhà. Nó ăn gầm á. Ăn gầm. Bụng bỏ. Dít. Dít cho mấy em nè. Nói mấy em ăn đây mấy em. Mấy em ăn đi rồi mà mốt anh ăn, vợ anh ăn mấy em ấy rồi. Ăn vô. Này mình đang ăn có mấy con anh? Mập cho con. Bụng đen quá. Thì cái bụng tay mình không có mẫu bụng mà. Mình xỏ cây mình đâu có mẫu bụng đâu. Nướng chui gì đó, nướng gì đó. Anh mấy con này chín là anh lấy ra đi để nãy anh. Để nó khét anh, đưa mấy con kia vô. Cái nhà chính này, cái này. Đúng ngoài ha. Đúng rồi. Mấy con đưa mấy con chưa chín vô. Nè, cái đầu nó ngon cũng thôi, anh thấy cái đầu màu mềm. Đúng rồi. Cái đầu kho lạc là nhai như cái đầu luôn á.
Ok đấy nha. Chiều ăn gì ăn vậy thôi. Chấm nè. Ăn gạo. Quá ngon. Mời dạ. Cả nhà nha, tới em cả nhà ơi. Nãy em thấy anh xé cái đường này em cũng làm theo rồi. Vậy là bỏ xuống đây đi. Để dục tùm lum mất vệ sinh. Trời ơi trời, ở đây xình ấy không mà dục cho mấy gà nó ăn. Đó. Trời ơi bốc khói. Ăn cái da nó luôn nè. Em mời cả nhà nha. Ok không? Con cá nó béo anh ơi. Béo rồi. Em mời cả nhà. Ồ béo. Cải chua. Quất chung mưa ớt. Ngon. Ăn không vậy ngon. Nóng nóng ăn. Nướng ăn liền anh ơi, ngon. Nướng mà để nguội rồi nó hết ngon à. Đây, con bẻ nè. Lấy xương gà đến đây bắt xương chết à. Đây. Chấm ngập luôn. Cái rượu cũng dữ rồi. Bóc kìa. Chấm ớt cay cay ngon. Phải chấm mấy ớt gì cay cay nữa ngon. Làm con đó nha. Kim con đó. Mấy ớt cay cay ăn thiết hà vậy mới đã anh ơi. Cay thiệt cô. Cay. Nó nóng không? Cay nha nha. Vừa cay vừa nóng. Rồi vô. Chấm cái đầu béo. Đầu béo không? Chín lên đó. Hùi, đi ca, mày hồi mày no mày tao đó. Thương mềm. Bóc có rồi nè. Rồi có rồi nè. Không vàng. Chỗ mấy anh chị, con của mấy anh chị có nghỉ học ăn Tết gì cả nhà. Mấy Trinh đang nghỉ rồi nha. Học bữa nay là ngày cuối rồi đó. Mấy Trinh nghỉ được mười mấy ngày luôn rồi, hai tuần luôn. Hai tuần hả? Làm 16 ngày. Đúng rồi. Đi ra. Nghe Miu, đi đi. Nghe Miu ra nè, cho nè. Đó, đi ngoài đi. Đó, dần lộn đi. Đó. Nóng lên khó đã luôn. Chín lên. Ui con này chín này cả nhà. Con này luôn. Làm đó hả? Ngon quá. Nóng ăn nóng ngon quá. Để nó chát vô nướng. Kìa có ca nước để sẵn chờ chữa cháy kìa. Em biết ăn cay này tét cái nách là em có ca nước chữa cháy. Rau rồi. Em mời cả nhà nữa nha. Vừa cay vừa nóng. Cao quá. Rồi mặn trước. Lấy nguyên về luôn nè. Lấy nguyên về luôn nè. Ừ. Mấy gà nó theo anh á. Có anh ở đây đi theo anh á. Ở chiều anh cho nó ăn chưa? Rồi. Nói cứ theo anh vậy hả? Ừ. Đây rồi. Trung thủy. Hả? Lính lát trung thủy. Trung thành. Cá nó lỏng lẻ lông le lông đường luôn. Chấm cái đầu. Mỗi nhà. Gà giống như em. Anh đi đâu em theo đó. Như cả đời luôn. Theo cả đời mất mệt đấy nha. Mệt quá biết. Theo đang có chửi á. Chửi nghe cả đời luôn rồi. Nó là chuyện khác á. Làm thêm con nữa hả? Ăn con cũng ngon quá, nãy giờ ăn ba con rồi đó. Ăn cái em da cũng ba con à. Còn ba con này chừa cho Mỹ Trinh nha. Mỹ Trinh cũng có ăn cá nướng, chừa lại cho bé. À, dòng như đây cũng ok ha. Nó đang học bài trong cái nhà nên không có ra ăn chung được. Buổi chiều mà làm vài con cá gì nướng ăn mát mẻ khu nữa. Ờ, có mấy em này dục ra mấy em bu quá và bu rồi. Chỉ cần nhiều thôi cả nhà, không cần chi mà cao sang huyền quý anh.
đâu có cần cao sao người biết gì là được rồi. Mà muốn cao sao người biết đâu được đâu. Không đâu được. Làm gì có. Là bộ nói gì đó. Nó tự ăn ủi bản thân thôi. Cá trắng tươi luôn, ngon quá. Ăn cá nướng nóng nóng thì ngon, dám ăn rồi trời. Tôm, mùi tôm. Rồi video em chắc cũng tới đây cả nhà. Cả nhà đón xem video tiếp theo nha. Cả nhà cho vợ chồng em lượt đăng ký, lượt like, lượt bình luận, lượt chia sẻ đây nha. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Bye cả nhà nha. Bye cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ vợ chồng em nha.